đó, đúng rồi đó. Mình ở bển là đá liền à, mình ở bển là không có máy là táp tép mẹ. Anh mới mấy con à? Mới mấy con? À.
dính rồi. Dính rồi không ơi. Dính rồi. Dính rồi các bạn. Chim bích câu xanh các bạn ơi. Câu xanh. Câu xanh. Mới điểm điểm mà ừ. Nó dễ sống lắm.